dạy. Nếu mình gọi đúng không anh? Ý mình nói đúng không? Thôi vậy. Ví dụ mình gọi 10 phút á, mình gọi 10 phút cũng là công tác, mình đừng gọi nữa. Cỡ áo không được làm gọi lại. Cứ nó mượn đào không? À, hơi biết đâu, thật vậy. Em gọi em nói giống như ví dụ như anh gọi người máy nào á mà nó được 10 phút đầu thì miễn phí, anh gọi cỡ được 8-9 phút anh tắt đi. Ví dụ cái anh gọi tiếp á, vậy anh tăng tính vô 10 phút đầu đúng không? Rồi, em sợ anh quên em nhắc vậy đó. Mình được 8-9 phút mình tắt cái mình gọi lại là nó vô 10 phút đầu luôn. Cái này anh ba, dạ. Rồi, cái này anh biết được phải không? Thế là vậy thôi. Dạ. Quay những cái gọi miễn phí mình cũng quay. Hôm nay ai muốn phút mới chị cũng phải nháy máy phải gọi lại cho miễn phí 10 phút đầu. Lâu là cậu lâu. Muốn chị hỏi không? Nói không chứ ai nói 10 phút nên nhiều chứ. Bồ bịch nói nhiều chứ không thôi bình thường nói đi nhiều. Nhiều số hết chị. Ừ. Mm-hmm.